Phê Nam Thanh Nội Địa Sài Gòn, mình tiếp tục giới thiệu đến dàn nội địa Sharp Golden CX9. Đây là dàn trong series CX của Sharp, và đây là dòng cao anh em ha. Có CX1, CX8, CX11 không ạ. Thì cái dòng CX9 này là thiết kế kiểu dáng rất là đẹp ha. Mặt cục vàng này có thể nằm hoặc đứng luôn nè, màn hình nó thể xoay theo luôn ha. Khi anh em đứng lên thì màn hình nó xoay đúng chiều anh em nhìn luôn. Cái đèn chỗ volume này là nó hiển thị đúng cái chức năng của cái function mà cái máy nó hoạt động ha. Ví dụ đây là chức năng AUX Digital thì nó mang màu này. Khi anh em chuyển qua chế độ khác thì nó sẽ đổi màu cho tương tự tương ứng luôn, rất là tiện lợi và rất là hay ha, rất là độc đáo ha. Cái đèn hình nó có hai cái đèn tia nhảy theo nhạc ở đây cũng rất là đẹp luôn anh em ha. Dàn này hoạt động hoàn hảo chức năng CD, MD rồi dàn mã quang nghe nhạc từ Smart TV, và có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth vào ngõ 3.5. FM dàn này là full tần số luôn anh em ha, bắt rất là rõ ha. Anh em thích nghe đài thì lấy rất là phù hợp luôn. Cặp loa đúng combo từ vàng rất là đẹp, loa đứng, loa bass này màng carbon quyền vải tẩm ha. Đây là cái ốp inox rất là sang, bên đây là thép đơm cũng từ rất là to ha, đâm lụa anh em ha. Cái âm nhạc này rất là hay, anh em nghe đánh giá rất là cao ha, rất là rõ ràng chi tiết nha anh em. Rồi mình tới chức năng CD nha. Cái nút open này nó có hai chức năng, bấm một cái này nó stop, bấm một nữa thì nó là open anh em ha. Rồi mình test CD. Cái CD thì cái màu này đổi cái màu khác rồi anh em ha, rất là độc đáo ha. Các công nghệ mã 1 bit và delta sigma gì của Sharp được áp dụng trong dàn này luôn ha. Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ. Lo này xây lớn bằng hậu rất là sâu anh em ạ. Cái bát rất là ấm ha. Mười sáu mái tóc chấm ngang vai, tình như hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đêm ghép cho đôi tim non đến xuân qua cho nhau thấy nào nào. Ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con người. Rồi mình đeo chức năng MD đây mà. Nãy một lần nó đổi hình mà đè màu khác ha, nhìn rất là độc ha. Test bài số 3. Anh lại về bên em, ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình sống chơi. Cái dây loa này thì mình có mua một lô dây loa về, nó dây loa đỏ đen xoắn ha. Dây này đáp ứng âm bass rất là tốt, cái âm rất là hay. Mình có bán lẻ dây loa tầm khoảng 200.000 là 10 mét anh em ha. Cho nên về thay đổi cái dây loa của nhà đẹp rất là phù hợp. Rồi mình đấu chức năng khác ha, stop, chức năng FM nha nè. Trần đúng không ạ? Màu khác dạ, nữa ha. Anh em dạ, chọn số đây nha. Chào anh Kim Trần nha. Mình anh Kim Trần mình đang gọi đến từ FM ở 9999 nha. Rồi mình tới cái chức năng analog, nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn với Bluetooth. Này đổi màu khác luôn ha, nhìn rất là đẹp anh em ơi. Rồi mở nhạc bên điện thoại phát qua nha. Sưu tầm thì liên hệ mình 0981333246. Anh em bấm cái kênh nhấn thông báo bên phải video hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại nè.